giờ thì mình cảm thấy rất là vui. Cảm thấy vừa vui. Cảm thấy tức là nó rất là đã trong người. Rất là vui khi mà hoàn thành xong đồ án của mình. Còn chưa hết hồi hộp lo lắng khi mà đứng trên đó mấy chục phút mà bị thầy chặt chém dữ quá. Thì mình cảm thấy giống như là đã vượt qua được một cái thử thách rất là lớn. Rất là sướng và vui. Cố gắng trong mấy tháng này đạt được một kết quả như thế này rất là vui. Thấy là sau 4 năm làm việc mệt mỏi thì cuối cùng ra trường được. Rất là biết ơn các thầy cô trong thời gian vừa qua tận tình hướng dẫn và giúp đỡ mình rất nhiều để mình có thể hoàn thành được cái buổi tốt nghiệp ngày hôm nay. Trong một cái thời gian mà làm cái đoạn tốt nghiệp như vậy thì cái thời gian nó cũng không có đủ nhiều lắm để cho mình hoàn thành một cái bài lớn như vậy. Thì nó có sẽ còn một cái gì đó nó rất là thiếu sót. Nhưng cái ngày bảo vệ hôm nay thì là thầy cô đã cho mình những cái góp ý rất là bổ ích để sau này có thể hoàn thiện mình hơn. Cảm thấy các thầy cô có rất là nhiều tâm huyết và mình nhận được nhiều thứ, mình có được nhiều lời khuyên về công việc tương lai và phải biết là mình bản thân mình có những cái gì được yếu kém. Cảm thấy là những cái lời khuyên của thầy cô đưa ra thì rất là bổ ích cho công việc sau này của mình. Lần nữa lên xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt 4 năm vừa qua. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ đóng góp của thầy cô trong buổi thuyết trình hôm nay, đặc biệt là thầy Đức, mà thầy đã truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Thì qua cái buổi bảo vệ vừa rồi thì mình không buồn vì bị mấy thầy rầy la, chỉ là lo lắng thôi, nhưng mà qua đó thì mình có nhiều kinh nghiệm, mình có thể coi đây là cái hành trang để bước vào cho sự nghiệp. Mình cứ đam mê, cứ học hỏi, cứ làm và vươn chải những cái gì mà mình cảm thấy là mình không làm được thì mình cứ phải làm, rồi sau đó thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Năm nay các em nhìn chung thì cái đề tài của các bạn thể hiện thì cái như loại thì không phù hợp, nhưng mà kỹ năng thể hiện thì năm nay nó tròn trịa, có vẻ tốt hơn mọi năm. Vì các em hiện nay nó rất tốt ở kỹ năng thể hiện, và chính như vậy thì cái việc mà các em ra trường, cái cơ hội tiếp xúc với việc làm nó sẽ nhiều hơn, sẽ tốt hơn, rõ ràng thì tốt hơn. Nhưng mà để làm được việc đó thì các em cũng phải cố gắng hoàn thiện thêm về mặt là nghiên cứu, về mặt là sáng tác, về mặt ý tưởng thì các em cần phải trau dồi thêm. Bài của các bạn sinh viên năm nay thì phải nói là rất là tốt và gây rất là nhiều bất ngờ cũng như là ấn tượng cho hội đồng. Phải kể đến là có một số bài mà các bạn làm giỏi đến nỗi mà cô nghĩ là nếu mà các bạn ra trường mà có cái bài này trong cái portfolio của mình á thì chắc chắn là sẽ được nhận việc ngay lập tức luôn. Và cái khả năng thuyết trình của các bạn đúng là tăng theo thời gian và thật sự là vô cùng ấn tượng luôn. Tại vì cách đây chừng một năm thôi thì các bạn còn rất là ngây ngô và thuyết trình rất là khó, đối với các bạn giống như cái gì đó áp lực lắm. Và hôm nay các bạn cũng áp lực nhưng mà các bạn đã vượt qua rất là xuất sắc. Năm nay đồ án của các bạn làm rất là tốt. Phải nói là các bạn rất là tỉ mỉ, chăm chút cho đồ án của mình, có tính sáng tạo rất cao. Ngoài ra thì cái kỹ năng diễn đạt cũng như kỹ năng thuyết trình của bạn thật là tuyệt vời. Tất nhiên nó sẽ có một vài cái lời khuyên với các bạn. Là các bạn khi mà các bạn làm đồ án thì các bạn cần phải trải nghiệm nó nhiều hơn, một cái chuyến đi tiết kiệm chi phí nó không đáng bao nhiêu, nhưng các bạn sẽ làm cái đồ án giúp cho cái đồ án của mình nó thực tiễn hơn, nó rất là hay. Ngoài ra thì các bạn cần phải nghiên cứu nhiều hơn về các tính chất gắn liền với cái thiết kế nội thất của mình, về tâm linh, về văn hóa. Tín dụng thì anh đến từ công ty cổ phần của An Cường. Hiện nay An Cường đã phát triển hơn 24 năm trong ngành gỗ. Để hỗ trợ các bạn thì An Cường sẵn sàng chia sẻ thông tin cũng như là hỗ trợ các bạn tìm kiếm những công việc cho nó phù hợp trong tương lai. Điều mà chị muốn nhắn nhủ với các bạn đó là
hôm nay là đã là ngày cuối cùng của cuộc đời sinh viên các bạn rồi, thì rất mong là cái tương lai sau này của các bạn sẽ luôn luôn là gặp được nhiều may mắn và những cái hạnh phúc trong cuộc sống, cũng như là những cái gì mà thuận lợi nhất sẽ tới với các bạn trong cái sự nghiệp tương lai.